thấy hình như chỗ này cũng được lắm nè. Thôi đi lên xíu nữa. Trời ơi, mày giận tụi tao đi đâu vậy? Vậy đừng có dẫn tới nhà ma rồi ma bắt rồi báo. Trời ơi, không có báo. Lần này là tao hả? Có một cái điều thú vị muốn cho mọi người xem lắm nè. Nhưng mà chắc hôm nay không đi các bạn ơi, chán thì chứ. Thôi kệ đi, quan trọng là chúng ta sẽ cắm trại ở chỗ này rất là đẹp luôn nè. Trời ơi, tưởng gì hóa là cắm trại là cháu đi về đi, không muốn làm liều. Lần này mọi người sẽ không phải làm lẹo đâu. Tại vì tôi đã có chuẩn bị một cái thí nghiệm mới của tôi. Sẵn tiện là đi cắm trại, tôi muốn khoe mọi người cái thí nghiệm của tôi ấy mà. Được rồi, để đặt cái ba lô ra nè. Hãy chá. Thí nghiệm gì bậy bạ đúng không? Cái gì thế, không có thí nghiệm bậy bạ chứ. Trời ơi, ai cũng nói tôi là báo hết. Mọi người sai lầm rồi. Tại vì lần này tôi đã thí nghiệm 100.000 lần rồi. Tôi mới ra được cái kết quả thí nghiệm mới này của tôi đó. Được rồi, để tôi mở ra lấy cho mọi người xem nè. Hãy chá. Xin giới thiệu, đây chính là Dương Tiến Lai. Bây giờ mình hơn đi về. Chưa mọi người xem cái chức năng của nó mà tới đây. Lại nè, đây. Mọi người đừng có chầm chọi để tôi đặt cái giường nè. Hãy cha. Được rồi, có cái giường siêu bự luôn nè mọi người ơi. Làm được cái gì mày? Để tôi mở cái giường ra xem nè. Hãy cha, mở ra bà. Xin mời mọi người xem. Nhìn ở đây nè. Có một cái đường xuống ở dưới luôn kìa. Nhưng mà nhìn ở bên ngoài không thấy một cái gì luôn, các bạn thấy không? Đường tôi chưa có để chế độ mở bệnh viện được. Hay chưa, mọi người có thể đi xuống cùng tôi nè. Mày lát nữa sao đóng lại được? Trời ơi, đơn giản thôi, tại vì tao đã có cái này đây, chính là cái nút đóng mở nè đó. Bấm nút cái là đóng, bấm cái là mở nè, đóng lại nè. Và bây giờ đóng lại đó. Trời ơi, quá là đơn giản luôn. Thôi, đây mở nè. Mở ra lại nè, đó. Ở đây coi chú ơi, tôi cài xuống rồi kìa. Chị Na xuống luôn đi, chị Na. Ôi, chị Na bị đang đi xuống kìa các bạn ơi. Trời ơi, đúng là ghê thiệt á. Các bạn nhìn bên ngoài không thấy gì đúng không? Nhưng mà nhìn vô bên trong là một cái đường đi xuống, là đúng là xịn thiệt chứ. Các bạn đã thấy ở thí nghiệm nào xịn như thí nghiệm này, đừng quên bình luận phía dưới nha. Đúng là huy nấp tiền tài nhất thế giới. Được rồi, lấy ba lô này đi xuống rồi nè các bạn. Ấy, con chó này bị làm cái gì vậy? Chó cái coi mày nó còn ở đâu rồi? Ủa, đâu mất tiền rồi? À, mày chạy cúng nha mày. Giỡn mặt với tao hả? Thôi được rồi các bạn ơi, đi xuống nè. Sau đó là chúng ta đóng cái cửa này luôn nè các bạn ơi. Đóng cửa lại nè. Boom, được rồi, đi xuống. Được rồi, đi xuống thôi nè. Wow, chỗ này rộng chưa đó. Mà ai ngờ nó rộng vậy. Ủa, cái này là gì đây? Đây chính là cái giường thiếu bự đó. Ủa, wow, giường này tính ra là dành cho Giác, nhưng mà Giác không chịu đi cắm trại cho nên thôi để ra đây. Đây chính là cái giường của em nè. Đó. Đúng rồi, lên xem cái giường này đó. Ở trên đây có quá trời những cái giường này, chúng ta có những cái đồ chơi trong đó nữa. Trời ơi, tôi nói là thí nghiệm của tôi đã làm chuẩn chất lượng rồi, không có báo đây em ơi. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta qua tới chỗ tiếp theo nè. Còn đây là phòng chơi bao gà tiên. Toàn quá chất lắm nè các bạn ơi. Được rồi, đi trèo lên xem cái giường của tôi gà có gì nè. Được rồi, wow. Trên đầu giường tôi gà là con gà nha. Toàn trứng gà mà, trời ơi. Có mỗi người một cái giường siêu bự luôn. Còn đây là của chị Nabi, có con ong nè các bạn. Giường ngoài cũng bự hết các bạn ơi. Được rồi, bây giờ mỗi người một cái giường nha. Ủa, từ có bự không vậy? Bự quá hả? Đúng rồi á, hơi bự thôi tụi mình á. Thì cũng đúng ha, cái giường thì một người nó siêu bự luôn các bạn. Nằm như vậy là không biết rồi. 80 thằng như tao nằm cũng được nè. Trời, 80 đứa như mình nằm cũng không hết luôn các bạn ơi. Thôi vậy chắc ba tụi mình ngủ chung một cái giường đi trời ơi. À, tao biết giường quay ngủ là hợp lý rồi nè. Ê, đừng nói là. Ủa mày, thôi được rồi, vậy cũng được các bạn ơi. Thôi được rồi, có những cái đồ chơi trong đây để mọi người có thể chơi. Và ở dưới đây hình như là, ủa đúng rồi, có mấy cái gói nè anh em ơi. Trời, gói nè đó, có mấy gói nè. Trời ơi, ôi ơi, cái trời đây trời ơi. Nhiều bông quá trời, nhiều lông quá trời. Đừng dễ chơi hết trời. Thôi được rồi, mỗi người xây cho mình một cái nhà bằng gói ôm đi. Được rồi, tôi sẽ xây cái nhà bằng cái gói của mình thành một cái lâu đài các bạn. Đây nè, xây nè trời. Xây cái gì xây, sao con ngủ vậy? Ôi trời ơi, cãi lộn gia đình rồi các bạn. Không được, bên mình nhanh phải xây đi các bạn ơi. Được rồi, chắc thêm ở đây cái nữa nè đó. Được rồi, đây mình xây xong nguyên cái chỗ của mình rồi các bạn ơi. Mặc dù nó không xịn lắm nhưng mà nó tạm được. Còn bên kia xây sao rồi? Sao rồi? Ôi ơi, cái gì vậy? Xây cái này mà xong hết trời ơi. Cái này mà nó xong không hẻ được rồi. Vậy cũng được. Thôi được rồi, bây giờ mấy giờ ta? Trời ơi, 11 giờ rồi, vẫn 12 giờ rồi. Buồn ngủ. Thôi đi ngủ đi, mai chúng ta còn hả đi về nữa. Trời ơi, mọi người thấy cái thí nghiệm này sao hả? Trời ơi, tôi nói là tôi không có báo rồi mà mọi người không tin. Biết rồi, đi ngủ đây. Ok, đi ngủ luôn đây các bạn ơi. Ủa,
cái gì vậy trời, cái tiếng gì vậy? Ủa sao cái đèn nó cứ chớp tắt hoài vậy trời ơi? Không lẽ thí nghiệm mình bị lỗi hả trời? Để tôi xuống kiểm tra cái hệ thống của tôi coi. Trời ơi, tới thui trời ơi, tôi cầm đuốc lên coi. Ủa trời, cái này cái cầu đi xuống này, cái cầu thang này tôi mà đi xuống tôi trượt chân một cái là té là đau lắm luôn á. Họ đi xuống này, đi xuống này, xuống cái này là cái gì hả? Kìa. Ok cái gì? Mình muốn báo cái chuyện này cho mọi người biết. Đây cho nó con quay ra tay rồi kìa. Tôi sẽ lấy vũ khí trong cái nơi này nè. Hãy cho được gọi lấy được vũ khí các bạn. Ồ ngộn ảo vậy ở tao sẽ xử mày nè. Chết đi mày nè, mày nè. Ui nó lùi lại, mày nè, chết đi. Yes, tao chết rồi. Ôi trời, ôi trời sáng rồi nè. Cái con gì là cái con gì khi nó bay nhìn ghê quá vậy? Tao cũng không biết luôn nè, nó là con quái vật. Hình như có ai đó đã điều khiển cái bảng điều khiển của tôi. Cái gì? Sao mày điều khiển mấy con quái vật cái dầm dừa là sao? Tao định thí nghiệm một số thứ thôi. Thì ra ý định ban đầu mà mày sai cái điều khiển đó để trốn được tao mà. Trời ơi, tao không có ý đâu. Nhưng mà từ từ để tao lấy bảng điều khiển. Ủa bạn nè, cái bảng điều khiển của tôi đâu vậy? Tôi nhớ rồi. Cái lúc mà tôi đánh con chuột đó tôi lỡ làm dục ở đâu rồi? Thì ra là như vậy. Ok. Chết rồi, không ổn rồi. Bây giờ chúng ta phải xây bẫy để chống những con quái vật đây. Đừng có bắn tao mày chứ. Nó tới rồi kìa. Con đi đi, con đi đi. Mày nè, được rồi. Gái, tao nghĩ là kiếm trong cái mấy cái rương kia có những cái bẫy nào không? Lật ra đi tao gái. Trời ơi, ui lại nữa kìa. Mày mày mày. Xịn lắm nè, đó là xe đồ chơi. Cái gì vậy? Xe đồ chơi chạy nè. Ôi nhưng mà xe đồ chơi cũng được, tao nghĩ là làm cho nó di chuyển qua lại để cho nó gây một số sát thương nhất định lên con quái vật đó đi tao gái. Ok, tao hỗ trợ mày nè, mày đặt cái xe đi, đặt đây. Mày nè, quái vật. Ôi đừng 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 đừng. Ôi nó lại lên nè, mày nè con. Ôi được chưa tao gái? Ôi ok, hợp lý rồi đó. Được rồi, để xe qua lần này các bạn. Ô nó chạy qua. Ô những cái bẫy xe nó tông những cái con quái vật kia nó không qua được cái này. Mày qua, mày qua tao cũng bắn mày luôn. Sa giỡn mặt hả? Ôi cái gì vậy? Sao con quái vật nó bắt đầu la nè? Ôi cái gì? Ôi lần này là một con quái kìa. Ơi sao nhìn nó giống con chim vậy? Bắn đi nó nè. Mày nè. Ui trời, tao ra lần này nó ra mấy con khác nữa kìa mày. Bắt vô đây, nó ra mấy con gọi là con gì nhìn nó đỏ ghê lắm kìa, nó đang qua kìa. Được rồi, bây giờ mày nè con, giỡn mặt. Mày bắt tao, mày. Cái gì mà ồ mà mấy đứa. Ồ, chị đâu vậy? Đằng sau chị kìa, chạy ra đi, bắn nó đi. Trời ơi, cái gì vậy? Con quái vật nó xuất hiện từ đằng sau luôn á trời. Trời ơi, em không biết nữa nhưng mà ai đã sử dụng bản điều khiển của em và chịu hồi ra những cái con quái vật á. Ôi, nó tới đây kìa. Ui ơi, chị nào bây giờ xây thêm cái bẫy mới đi chứ em thấy cái bẫy này nó không có tác dụng như mấy cái con dán màu đỏ kia các bạn ơi, ghê quá. Tụi mày ngon tới cái tao xử mày luôn. Mày sử dụng cái này được nè, bút chì màu. Bút chì màu. Ô, cũng hợp lý đó. Ê, vậy chị nào bây đặt đi đem bắn nó cho chị nào đặt trước ở cái chỗ cái xe đó. Chị nào bây ơi. Được rồi, chị nào đặt đi em bắn lại mày. Trời ơi, ui tụi nó tới đông quá. Ui, lần này tụi nó tới đông hơn cơ kìa. Mày nè, bắn nó đi tụi gà. Mày. Ui dồi ôi, nó lại tới nữa kìa. Ui, lần này để xem cái bút chì nó làm được cái gì nè. Được rồi, tụi mày ngon mà lên đây. Ôi, tụi nó lên nè. Tụi nó sẽ bị tiêu diệt. Từ ngay cái khúc mà tụi nó đi qua cái chỗ cái bút chì màu liền á. Đúng là chị nào bị đỉnh đen. Được rồi, mày ngon mày tới tiếp đi. Ui, cái gì vậy? Tự nhiên tôi cảm giác không lành các bạn ơi. Ui, con quái vật hồi nãy bây giờ nó to hơn rồi kìa. Mày. Ui trời ơi, lần này nó chịu hồi nhiều hơn nữa kìa. Oh my god. Ui trời ơi, lắc quá vậy trời ơi. Đúng là mấy con này nó vừa mạnh mà nó vừa làm mấy tôi lắc luôn á. Mày bắn mày nè. Ui trời ơi, không biết là nó chịu hồi tới chừng nào nữa các bạn ơi. Ai điều khiển mấy con này vậy trời ơi, làm ơn dừng lại đi. Cái tiếng gì nữa vậy? Ơi đừng nói là ê, con quái vật mới kìa. Là con quái vật mà sao giống một người phụ nữ quá vậy? À đúng luôn nè các bạn ơi. Ui lần này là nó qua được rồi. Tóc dài quá vậy trời ơi, đáng sợ quá trời ơi. Nghĩ là cần lên một cái bẫy mới đi. Không thôi thì nó qua lần nữa nó kìa. Con này còn mạnh hơn hai con hồi nãy nè. Mày bây giờ tao gà kiếm tôi bẫy khác. Con bẫy nào tao gà ơi? Để kiếm cho, để okay, kiếm cho. Ok, kiếm đi. Mày cái gối này mình chế tạo thành một cái bẫy để hấp tụi nó lên đi. Cái gối hả? Ôi cũng hợp lý đó nha. Mình sử dụng những cái gối cũ này để tạo thành một cái gối siêu bự. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái gối đó để đánh hất tung nó lên. Được rồi, mình sẽ quăng một thật là nhiều cái gối này đó. Trời quá trời gói luôn. Một cái gói siêu bự. Bên mày sao vậy? Bên tao cũng xong rồi. Wow, hai cái gói siêu bự luôn. Và bây giờ nếu tụi nó vô thì tụi nó siêu văng lên trời. Tụi nó tới rồi. Được rồi. Lần này để xem nó có bị văng lên trời. Wow, nó bị văng lên trời. Rớt xuống, sao bị văng lên. Rớt xuống, sao bị văng lên. Trời. Ôi, sao lại vô được vậy? Ai cho mày vô?
ai cho tụi mày vô, ai cho tụi mày, mày vô nè, vô nè, mày vô, mày thích vô, mày thích vô, giờ mày nè con chết mày nè con thích chưa, nghĩ vô là dễ, không có dễ vậy đâu. Lấy thêm vũ khí nè các bạn, được rồi, mấy con quái vật mày tới rồi coi á, được rồi, này nè, bay lên trời là quá là bay lên trời là bay lên trời mọi người, trời, mấy lần bay lên là trời luôn các bạn ơi, đúng rồi. Rồi, ôi kìa, cái tiên, ôi, có quái vật gì vậy? Oh my god, ôi, nó qua được đây rồi, ôi, chúng ta phải xây bẫy thêm thôi. Nhưng mà không được, chúng ta hết chỗ rồi. Hết chỗ, ôi, đúng rồi, hết chỗ rồi. Ờ, nếu mà hết chỗ thì, à, tôi còn có cái bẫy dự phòng. Đây, chính là cái cân 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 nè. Xem đây, ta sẽ đặt ở đây và những con quái vật nếu tụi mày tới đây thì mình sẽ gất cân gan này. Hãy cha. Và lúc đó, những cái đợt sống này nó sẽ đẩy lùi những cái con đó lại. Mình có thể cần nữa nè, hãy chưa? Đó. Tụi nó bị đẩy lên kìa, nó bơi. Đúng rồi, tụi nó vừa bị đẩy lên mà vừa bị đẩy lùi lại nữa. À, tụi mày, nè 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 nè. Đây đó, tại vì chế tạo quy nó quá là pro vip mà đó. Để cho nó đẩy lùi những cái con kia lại kìa. Tụi mình tụi nó tới nhưng mà sẽ cũng bị đẩy lùi lại một xíu đó. Chà. Bậy của chúng ta đã trở nên mạnh hơn rồi đó. Ôi ơi, cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Nhưng mà không sao, những cái bẫy của mình sẽ đánh bại được đó. Ồ, nó bị đau rồi, nó bị đau rồi. À, sao anh không? Ui, bạn nào tôi thấy hình như là cái bẫy của tôi hình như nó bị ít đi đúng không? Sao nó còn hai cái xe thôi vậy? Cái gì vậy? Hình như nó đập bẫy thì nó hủy nó. Ôi, chết rồi, nó đập bẫy xe của tôi rồi. Đừng nói là, ôi, nó càng đi tới, sao nó càng đập cái bẫy của tôi luôn vậy? Con quái vật đi, sao nó khủng quá vậy? Mình nhớ là mình có cài con quái vật nó khủng nó vậy đâu. Ôi, lần này thì nó bị bay lên trời rồi. Ôi, nhưng mà, ôi, mỗi lần nó rớt xuống thì nó không bị vấn đề gì luôn. Trời ơi, giờ sao đi ta? Ôi, anh tính làm gì? Cái gói nó kìa. Cái gói đó bị bể rồi. Ờ, ơi, không xong rồi. Nó tới cho em rồi. Tới xong rồi. Tới đời rồi. Ủa, thần ta là ai vậy? Đừng nói là ngươi là Jack Vien. Đúng rồi, là tôi nè, nãy giờ tôi chỉ cho mấy ông thôi. Thì ra là Jack Vien, các bạn tắt quá. Trời ơi, là tôi sợ muốn chết mà. Thôi đi coi các bạn ơi. Jack có muốn tham gia chung tiền ngủ không nè? Tất nhiên là có rồi. Trời ơi, lúc đầu ông tham gia đi với cho bằng được á. Thôi được rồi các bạn ơi. Nói chung thì video của tôi có đẹp và các bạn đừng quên like cho tôi một nút like, một nút đăng ký, một nút chia sẻ nha. Thì ra chắc là người điều khiển luôn nguyên một cái hệ thống này các bạn ơi. Thôi được rồi. Và các bạn cũng đừng quên là bấm vào video trước màn hình nè. Mình cũng có làm một video về nếu như tôi phát hiện một cái giường nó ăn thịt thì sao các bạn ơi. Nói chung là nó ghê lắm á. May là cái này chỉ là cho thôi, còn cái kia mới là thiệt kìa. Cho nên là các bạn hãy bấm vô video đó thử nha. Còn bây giờ thì